Việt Nam đứng thứ 62 trên thế giới và đứng thứ 7 trong khối ASEAN về chất lượng sống, theo đánh giá của tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ. Bảng xếp hạng mang tên những nước tốt nhất thế giới về chất lượng cuộc sống 2021 được CEO World công bố hôm 20 tháng 6, nêu tên Phần Lan ở vị trí số 1, tiếp theo là 8 nước ở Bắc Âu và Tây Âu. Nhật Bản và Hàn Quốc của châu Á lần lượt có xếp hạng thứ 10 và 13. Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 14. Trong số các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Singapore đứng thứ 19, kế đến là Thái Lan ở vị trí 38, Philippines 39, Malaysia 41, Brunei 49 và Indonesia 58. Chỉ tính riêng trong khối ASEAN, chất lượng sống của Việt Nam thấp hơn 6 nước khi chỉ được CEO World xếp vào vị trí số 62 trên 165 nước. Nhưng Việt Nam đứng trên Myanmar 101, Campuchia 111 và Timor-Leste 149. Bảng xếp hạng không nêu tên Lào. So với vị trí 101 trên 171 nước trong bảng xếp hạng về năm 2020, Việt Nam đã tăng được 39 bậc trong năm 2021. Nhiều báo Việt Nam đưa tin về bảng xếp hạng này nhấn mạnh vào việc đất nước thăng hạng sau một năm, nhưng không đề cập đến vị trí của Việt Nam so với các nước láng giềng. Báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước cho rằng Việt Nam đã có những bước cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, lâu nay nhiều người dân trong nước vẫn thường phàn nàn, chỉ trích về nạn ô nhiễm, tai nạn giao thông, tắc đường, ngập lụt, thiếu trường học và bệnh viện, ít cơ hội việc làm, thu nhập thấp, giá nhà đất quá cao, thực thi pháp luật không công bằng giữa người dân và quan chức.